Xin chào quý vị và các bạn, đây là chiếc xe mà rất nhiều người Việt Nam đang mong chờ. Chiếc Mercedes G-Class phiên bản thu nhỏ đến từ Nhật. Vâng, nói vui vậy thôi. Nó là chiếc Suzuki Jimny, một chiếc xe SUV cỡ nhỏ với phong cách classic cổ điển giống như chiếc G-Class hay giống như những chiếc Defender của Land Rover. Một chiếc xe nhỏ và trông thế này thôi, nhưng ở Thái họ bán giá lên hơn 1 tỷ mốt. Một cái mức giá có thể nói là tương đối khó tiếp cận, kể cả về Việt Nam. Nếu như nó mà về Việt Nam rơi vào khoảng tầm 6-700 thì tôi nghĩ mua chơi có lẽ được, bởi vì động cơ của nó rất nhỏ, 1.5, chỉ 102 mã lực thôi, là một con số có gì đó nó hơi sai sai cho một chiếc SUV cỡ nhỏ. Thậm chí hộp số của nó vẫn chỉ là 4 cấp tự động thôi, rất sai luôn. Thế thì giá cao như thế các bạn có chấp nhận được không? Hãy cùng để ở dưới comment, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Nhưng hãy bỏ qua cái việc đó đi, chúng ta cùng đến với cái thiết kế của xe. Cái thiết kế của xe này thì nó mang đậm phong cách hoài cổ, classic. Tất cả đèn đóm đều là đèn tròn giống kiểu Mercedes hay giống kiểu những chiếc xe Land Rover Defender đời cũ. Nhưng nó có một chút công nghệ rồi, nó đã có bóng projector, nhưng ở trong thì tôi nghĩ vẫn là thường thôi. Tôi đã nhìn thấy cái diode LED, nhưng không biết có phải LED không. Đó, thì có một cái đèn nhỏ nhỏ ở dưới nữa. Đấy, đèn này là đèn xi nhan này. Tất cả đèn đều là tròn hết, sương mù cũng tròn. Không chắc chắn như tôi nghĩ, nó vẫn hơi ọp ẹp này này. Đó, nếu mà làm kiểu form này thì nó phải cứng đơ, mà ấn nhẹ mà thôi, nó đập mạnh nó cũng không được được đấy. Nhưng cái này ấn nhẹ mà thôi, nó đã ọp ẹp rồi, nó là nhựa, nhựa mềm luôn. Nó chỉ làm giả Mercedes thôi, chứ còn để mà ăn với Mercedes thì thua xa. Vẫn hơi mềm, rất mềm. Tóm lại là được cái thân hình giống, nhưng mà về chi tiết thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà có thể nói là nhìn khá hay đấy, nhìn hay. Tôi sẽ mở nắp capo ra cho các bạn xem cái động cơ 1.5 này xem nó như thế nào. Tôi sẽ mở ra bằng cách đây rồi. Đó. Đây. Cái động cơ đặt dọc, chúng ta sẽ có một cái hệ dẫn động có khả năng là hai cầu. 1.5 hơi nhỏ nhỉ. Mà lại 102 mã lực thì đúng là đi off-road các thứ thì nó cũng mệt mỏi đấy. Nhưng chưa biết được, có thể nó sẽ tối ưu hóa hộp số như nào đó, cái moment xoắn nào đó, chúng ta cũng chờ đợi xem. Động cơ thì nó có vẻ giống như mấy cái động cơ mà chúng ta đã từng nhìn ở trên những dòng xe Suzuki như Swift hay là như Ertiga. Cái nắp này nó cũng nặng này, nhưng mà nó nặng nhưng nó không đem lại cái độ chắc chắn này, nó vẫn hơi phòng phành này các bạn này. Đây. Đó, đây là một cái điều mà chúng ta chưa thực sự ưng cho lắm. Đấy. Chúng ta sẽ có cái cần gắn nước. Tóm lại là thiết kế về hình ảnh ấy, về design ấy, thì rất hay, rất đẹp. Chúng ta sẽ có cái nhựa ở đây. Khá mềm. Tất nhiên không thể đòi hỏi rồi vì nó vẫn chỉ là xe của Nhật thôi. Xe này đi kiểu đi chơi, đi cảnh thì tôi nghĩ sẽ đẹp. Nhưng mà nó bằng nhựa thì nó sẽ nhẹ nhá, nó sẽ rất nhẹ. Bởi vì cái xe này động cơ nhỏ cho nên mà nặng thì khó lắm. Cho nên cứ phải đợi xe về đến Việt Nam chúng ta vận hành thử xem nó như thế nào. Bộ mâm thì tôi đối nhỏ, bộ mâm này tôi nghĩ chỉ 15 inch thôi. Chính xác 15 inch. Đẹp, mâm này thì tôi lại thích này. Cái bộ mâm khá đẹp và cái ốp đầu trục ở giữa nhìn rất đáng yêu luôn. Rất đáng yêu luôn. Mâm đan lốp, mâm dày, lốp dày. Đó, cái viền nhựa này nó không phải là xấu đâu nhá, nó đẹp đấy. Nó làm tương phản cái xe. Và xe của chúng ta chỉ có 3 cửa thôi nhá. Chỉ có 3 cửa thôi và cái cửa nó rất to. Hai cửa hai bên là một cửa sau, cửa rất to. Gương thì đúng phong cách analog, gập ra gập vào bằng cơm. Đó, ốp inox rất là đẹp. Ốp inox này đẹp này. Cái viền ở trên thì cũng cứng này, chúng ta có một cái viền mui màu khác, vuông vắn, màu đen. Nhìn rất là vuông hành sắc cạnh, đúng chắc. Chúng ta có một cái tay nắm cửa rất cổ điển. Cái tay nắm cửa mở cửa này không khác gì chiếc WeGo ở nhà cả. Nhìn nó thực sự là của những thập niên đời ơ kìa, nhưng với chiếc xe kiểu như thế này thì được. Cái ổ cắm chìa khóa ở đây cũng vậy. Chúng ta sẽ mở ra thì nó sẽ rất rộng.
cái bản lề thường thường những cái xe kiểu này ấy, mẹ G ấy, các thứ ấy, Defender ấy, thì nó có bản lề cửa ngoài thì nhìn nó giống xe tăng, nó hầm hố, nó gầu hơn. Còn xe này vẫn ở trong đó, đóng thì cũng bình thường, không phải là chắc chắn cho lắm, nó vẫn hơi có cái sự phòng phành một chút. Đây, hàng ghế thứ hai có thể nhìn ra cái ô cửa sổ rất to, nhưng mà nó là một cái xe đáng yêu. Nó sẽ chỉ thực sự đáng yêu nếu như nó về Việt Nam với mức giá đáng yêu nữa thôi, chứ còn ở Thái mà bán tỷ mốt mấy, gần tỷ hai thì không biết là bán cho ai nữa, không biết là bán cho ai luôn, thực sự là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ ra hàng sau. Đấy, cửa sau nó mở ngang, cửa sau nó mở ngang và nó cũng vuông thành sắc cạnh. Tóm lại là tổng thể chiếc xe này với thiết kế thì rất đẹp luôn, chuẩn chỉ. Chúng ta có cái lốp dự phòng đặt ở đây để làm sao nó tiết kiệm cái diện tích ở dưới, nó tạo ra cái khoảng sáng gầm xe, góc thoát nó tốt hơn. Đó, đẹp đấy chứ. Rồi, vào khoang nội thất đi, xem như thế nào nhá. À khoan, đây tôi sẽ mở cái này ra cho các bạn nhìn. Mở ngang này, chúng ta sẽ có nhựa này, chúng ta sẽ rất chật bởi vì xe này nó ngắn, nó nhỏ mà. Chỗ này không để được gì luôn, gần như là chỉ để những cái ba lăng nhăng thôi, cái vật nhỏ vớ vẩn thôi. Còn gặp hàng ghế này lại thì may ra mới để được nhiều. Thì tôi nghĩ là hàng ghế phía trong ngồi nó cũng rộng đấy, khả năng là ngồi rộng đấy. Hiện tại đang có người ngồi, chúng ta kệ, chúng ta ra nhờ vả anh ấy một tí thôi, anh ấy đi rồi, chúng ta tranh thủ. Ok ok, rồi. Ui, nội thất cũng đẹp đấy. Này, nội thất đẹp của nó đấy, đừng đùa. Nội thất đẹp các bạn ạ. Trước tiên là cái vô lăng. Cái vô lăng thì nó cũng giống với những cái vô lăng xe thường nữa, cũng đầy đủ nút bấm cruise control nhá, giới hạn tốc độ ở đây nhá, về tính năng là đầy đủ này. Bluetooth nghe gọi điện thoại ở đây đầy đủ này, chỉnh tất cả các mode ở đây đầy đủ này. Nhưng cái đồng hồ này đẹp này, phong cách rất là kiểu classic, kiểu analog, rất đẹp luôn. Đây này, không bật được đèn lên hơi tiếc. Đó, cái cửa gió điều hòa ở bên tôi này nhìn nó cũng rất là hợp lý, nhìn như kiểu xe Jeep ấy, đẹp đấy, giống xe Jeep ấy. Rồi chúng ta có cái hệ thống chỉnh điều hòa một vùng cũng được, cũng được. Ui, nhìn cứng chắc lắm, nhìn nó làm bằng nhựa sần, cứng chắc. Và trong nội thất thì lại đáng yêu hơn hẳn, đáng yêu hơn hẳn. Cái màn hình này thì xấu này, màn hình là nó gắn thêm cái module nữa, màn hình này thôi không nói nhá. Nhưng mà cái chất liệu xung quanh này rất đẹp, chắc chắn này. Đây, có gạt kính điện này, rồi chỉnh các tính năng này đầy đủ nhá, tắt cân bằng điện tử này, hỗ trợ đổ đèo xuống dốc này, rồi cổng USB, các cổng ở đây này. Rồi chúng ta có hộp số có thể là vô cấp ở đây, vô cấp. Chúng ta có gài cầu, một cầu này, hai cầu nhanh này, hai cầu chậm này. Ui, ra gì đấy, ra gì của nó đấy. Không có tựa để tay, không có tựa để tay các bạn ạ. Rồi sang cái khu này, cái khu này tay nắm này giống đáng yêu này, nó phải chắc chắn như thế này và nhựa sần như thế này đẹp. Nhựa sần như thế này đẹp. Đấy, chỗ này cũng đẹp, chỗ này nhựa cứng cáp đẹp, cửa gió điều hòa đẹp. Đó, chúng ta sẽ có ghế nỉ toàn bộ, ghế nỉ toàn bộ luôn. Ngồi cũng được, không có tựa để tay thì hơi phí. Ngồi này cũng được, chỉnh cơ toàn bộ nhá. Đấy, tôi sẽ chỉnh cái vị trí của tôi. Đây, đây tôi sẽ ngồi như thế này để lái, rồi tôi ngồi ra đằng sau nhá, xem như nào. Tôi sẽ xuống đằng sau bằng cách là mở cái này ra, đẩy cái này lên. Ui dồi, hơi bị khó luôn. Có thể là sang bên kia thì mới là đúng, chứ không phải sang bên này. Đây, tôi sẽ ngồi đây để cho các bạn nhìn xem nó có đủ rộng không. Rồi, nó, tôi xin lỗi nhưng mà tôi chỉnh cái này nó hơi ấy mất rồi. Can you move the seat back here, please? Ok, rồi. Cũng được, tạm được. Tóm lại là ngồi được thôi. Đầu thì thoải mái này, tựa đầu này, để xem ra tựa đầu lên này. Ô, được, ngồi được. Sẽ hơi chật nếu như mà tôi ngồi, còn sẽ đủ rộng cho những người khoảng tầm 1m7, 1m65 thì hợp lý hơn. Cũng ổn, nếu mà đi chơi thì hay, đi chơi thì sẽ vui đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra và xem cái phiên bản này, cửa này, cái ghế này mới là ghế dành cho hành khách lên phía sau này. Chúng ta lên nhầm đây, ra Genie đằng này mới hay này. Đây, một phiên bản nữa. Phiên bản này thì nó giống với xe Jeep hơn,
Đó, các bạn nhìn thấy không? Ngay kể cả nước sơn nó cũng giống với xe Jeep. Nó cũng đẹp. Cái nhựa là sơn nhám này. Đẹp đấy chứ nhờ. Đây các bạn đi một vòng này, xem cái nước sơn này rất đẹp này. À, giống với Jeep này, giống với UAT này, nhưng mà cái đầu rất giống xe Jeep. Còn nội thất thì vẫn giống y hệt, nội thất giống y hệt luôn. Chúng ta sẽ đóng cửa vào để cho anh này ngồi đó, xem các bạn nhìn bên hông xem nó sẽ thấy đẹp như nào. Đẹp đúng không? Đấy. Tóm lại là xe này mà giá rẻ, mua đi chơi thì rất hợp lý. Chứ hơn 1 tỷ thì không ai mua đâu, chắc chắn luôn. Xe này mà tầm 500 triệu tôi mua một chiếc trời như này. Đây còn hai chiếc này nữa. Đây các bạn nhìn thế này. Nó off-road địa hình nó như thế này cơ mà. Nhìn ra gì đấy, nhìn nó đặt ở trên cái vị trí này thì thấy là xe nó rất đẹp, xe nó rất đẹp. Đấy. Và chúng ta còn một màu ở đây nữa. Chúng ta còn một màu ở bên này nữa. Đây. Trên sân khấu đây. Cái màu rất chóe, rất trẻ trung. Ai mà thích điệu đà một chút thì có thể lấy màu này hoặc màu hồng, đều đẹp. Nếu mà rẻ, đúng thật, nếu mà rẻ tầm 5-600 triệu mà mua chơi thì sẽ hot. Các bạn nghĩ sao về chiếc xe này, nghĩ sao về giá của nó, nghĩ sao về cái khả năng nó có về Việt Nam hay không? Hãy chia sẻ một cái comment ở phía dưới. Và nếu như thấy video này hấp dẫn thì hãy chia sẻ video này để anh em mê ô tô cùng biết đến chiếc xe và cùng thảo luận về chiếc xe này. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông. Bye bye.